Cậu bé mất mạng vì lỡ làm mất 50.000 đồng của mẹ. Bài học cảnh giác cho bậc cha mẹ. Long ơi, mở mắt ra đi con. Mẹ đây con. Mẹ sẽ không trách phạt con nữa đâu con ơi. Mở mắt ra đi con. Nó 6 tuổi, còn em gái nó 3 tuổi. Những ngày thứ bảy, chủ nhật nghỉ học, nó lại phụ mẹ trông em để mẹ bán hàng ngoài chợ. Nhưng tính nó thì ham chơi. Nhiều hôm mãi chơi với bạn mà nó quên luôn cả nhiệm vụ trông em của mình. Lúc rời khỏi con robot, ngước mắt lên đã không thấy em đâu nữa rồi. Nó nháo nhào đi tìm em, nhưng khắp những nhà hàng xóm đều không thấy. Cứ tưởng em đi mất rồi, phen này thì nó chết với mẹ. Nó phao ra đường lớn để tìm em. May làm sao đúng lúc ấy gặp cô lao công thu rác. Vẫn hay thu rác ngõ nhà nó dắt em về. Thì ra nó mãi chơi robot với bạn không để ý. Còn em thì mãi chạy theo bắt con bướm rồi lang thang ra đường lớn. May mà cô ấy thấy dắt em về và dặn dò nó trông em cẩn thận. Vậy là tối ấy chuyện tới tai của mẹ nó. Vừa ở chợ về, mẹ đã rút cái roi mây dắt trên tường xuống. Long, tại sao mẹ dặn trông em cẩn thận mà để em ra đường lớn thế hả? Nhỡ hôm nay em đi mất luôn thì sao? Con cái lớn bằng này mà chỉ có mỗi việc trông em cũng không xong nữa là sao? Mẹ vừa quát vừa giơ cái roi mây dục chiếu xuống mông nó. Hôm ấy mẹ phạt nó 10 roi và bảo: từ lần sau mà trông em không cẩn thận thì đừng trách mẹ đấy nhé. Mẹ sẽ đánh cho nát mông và phạt con không cho ăn gì hết. Thế nhưng cái tính ham chơi của trẻ nhỏ, lòng thì mãi không sửa được. Cứ có bạn có đồ chơi là nó quên hết mọi thứ xung quanh, chơi say sưa không dứt ra được. Hôm ấy, mẹ đưa cho tờ 20.000, bảo đi mua cho mẹ hộp cháo dinh dưỡng về cho em ăn. Ấy vậy mà vừa ra khỏi nhà được 10 mét, thấy thằng Thành có bộ đồ chơi xếp hình mới đang ra khoe với mấy đứa trẻ khác. Nó cũng lao vào nhập cuộc, ngó nghiêng. Mẹ nó đợi nửa tiếng không thấy con mang cháo về. Dù từ nhà ra đó chỉ đi về chừng 15 phút mà nó đã đi mua giúp mẹ cả năm nay rồi. Mẹ nó lao ra ngoài cổng xem con đâu thì thấy con vẫn lúi húi chơi với bạn bè. Mẹ nó hét: Long, sao còn đứng đó? Không đi mua cháo cho em à? Dạ, con đi ngay đây. Nhưng rồi đúng lúc ấy nó mới nhớ ra tờ tiền. Lục tung túi quần túi áo cũng không thấy tiền đâu. Tìm đi tìm lại chỗ chơi cũng không thấy. Lẽ nào khi nãy nó đã đánh rơi chỗ mấy bịch rác kia và cô thu rác dọn đi rồi. Mặt nó tái mét chạy về nhà. Mẹ ơi, con làm rơi tiền rồi ạ. Hả? Trời ơi, đúng là đồ ăn hại mà. Thằng này không đánh không được. Này, thì mãi chơi này, mãi chơi này. Hôm ấy nó bị một trận đòn no của mẹ. Tối về còn bị bố phạt úp vào tường, không cho ăn gì cả. Tối ấy bụng nó đói cồn cào không ngủ nổi, nhưng cũng không dám dậy đi tìm đồ ăn vì sợ bố. May mà cuối cùng cũng thiếp đi. Sáng hôm sau dậy mẹ nấu mì tôm, nhưng nó sợ bố cũng không dám ăn nhiều. Sau lần bị bố phạt cho nhịn đói, tính ham chơi của nó cũng đỡ đi được phần nào. Hôm ấy mẹ lại đưa cho nó tờ 50.000 bảo: con ra quán tạp hóa nhà bác Hoa mua cho mẹ một vỉ sữa tươi về cho em. Tiền thừa bác đưa thì mang về cho mẹ nhé. Lần này mà đánh mất thì mẹ đừng trách mẹ đấy. Nó vâng dạ đi luôn và giữ tiền chắc chắn trong túi. Tay ôm chặt túi quần, nó sợ cái lần bị bố phạt không cho ăn ấy nên không dám tạt vào chơi với mấy đứa bạn nữa. Nhưng rồi khi đi được nửa đường, tới đoạn có cái cống bị bật nắp thì bất ngờ có một chiếc xe máy phóng vút qua khiến nó giật mình. Theo phản xạ, nó rút tay ra khỏi túi quần để giữ thăng bằng. Và rồi tờ 50.000 này cũng bay theo tay nó ra, rơi xuống cống. Không thể để mất tờ 50.000 đó được, về chết với bố mẹ. Nó cố gắng cúi xuống nhặt. Sắp được rồi, nó cố rướn người và gọi tiếng ủm khá to vang lên, khiến một người bán trà đá gần đó giật mình chạy ra. Nhưng không thấy gì cả. Bà loay hoay dòm ngó một hồi thì mới nhìn thấy đôi dép của trẻ con nổi dưới miệng cống và tờ 50.000. Nghi có sự không lành, bà gọi người tới. Nó được vớt lên nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Mẹ nó nhận được tin báo lao ra ngoài đường. Nhìn thấy xác con, mẹ nó gào to: Long ơi, mở mắt ra đi. Mẹ đây con, mẹ sẽ không trách phạt con nữa đâu con ơi. Mở mắt ra đi con. Tội nghiệp, chắc nó làm rơi tờ 50.000 xuống cống, sợ mẹ phạt nên cố rướn nhặt. Và việc đau lòng thế này, vài người đi đường cũng rì rầm. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc làm cha, làm mẹ. Đừng lấy sự trừng phạt ra để dạy con mỗi khi con mắc lỗi. Điều đó chỉ làm cho trẻ thêm sợ hãi mà thôi. Hãy là những ông bố bà mẹ hiền từ, dạy con không cần roi vọt, không cần nước mắt, để tránh nỗi ám ảnh như đứa bé trong câu chuyện này và dẫn tới sự việc đau lòng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tiết mục lần sau.